Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Yến Văn ở Lấp Bò Đồng Tháp quý anh chị. Có một số phôi giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị, mình giá rất là mềm cho quý cô chú anh chị mình về nuôi hoặc là ghép ha. Rồi, chào Văn. Em chào anh Thái ạ. Em mến chào quý cô chú anh chị đang xem và theo dõi kênh anh Thái ạ. Trước tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý cô chú khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em ạ. Thì cũng như thường lệ thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục về lại lô phôi mới để quý cô chú anh chị sưu tầm ạ. Nhà vườn em thì có nhiều mẫu mã đa dạng, mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. Và để không làm mất thời gian, em xin vào phôi số 1 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Quanh cổ ổng đo vị trí nó là 17 ạ. Và sổ đế là 46 ạ. Dạ, phôi số 1 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Cây em bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Tiếp tục em lên mã số 2 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Quanh cổ ổng đo vị trí này là 19 ạ. Dạ, sổ đế là 56 ạ. Dạ, phôi số 2 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Quý cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0939 452 709 ạ. Em lên phôi số 3 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 57 ạ. Quanh cổ ổng đó vị trí là 17 ạ. Dạ, sổ đế là 68 ạ. Dạ xin lỗi, 48 ạ. Dạ, phôi số 3 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên phôi số 4 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 55 ạ. Quanh cổ ổng đó vị trí là 21 ạ. Dạ, sổ đế là 46 ạ. Dạ, phôi số 4 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 5 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 66 ạ. Quanh cổ ổng đo vị trí này là 22 ạ. Dạ, sổ đế là 41 ạ. Dạ, phôi số 6 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Tục em lên phôi số 7 ạ. Ủa, xin lỗi, sao lại lên phôi lộn ta? Vậy là nãy phôi số 6, em lên phôi số 5 ạ. Quay trở lại phôi số 5 của anh chị. Nhảy mã. Tổng chiều cao của phôi là 72 ạ. Quanh cổ em đo, vị trí này là 22 ạ. Dạ, sổ đế là 46 ạ. Dạ, phôi số 5 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Dạ, em bị lộn mã ạ. Tiếp tục em lên phôi số 7 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 66 ạ. Quanh cổ ổng đo vị trí này là 23 ạ. Dạ, sổ đế là 47 ạ. Dạ, phôi số 7 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Dạ, có một số phôi trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị trầy, nhưng mà em đã xử lý keo liền sẹo cho mình hết rồi nha. Em lên phôi số 8 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 81 ạ. Quanh cổ ổng đó vị trí này là 20 ạ. Dạ, sổ đế là 44 ạ. Dạ, phôi số 8 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 9 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 58 ạ. Quanh cổ ổng đo vị trí nó là 22 ạ. Dạ, sổ đế là 49 ạ. Dạ, phôi số 9 em xin giao lưu với mình là giá 300k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 10 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 66 ạ. Quanh cổ ổng đó vị trí này là 25 ạ.
Dạ sổ đế là 53 ạ. Dạ phôi số 10 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 11 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 56 ạ. Mình cổm đo vị trí này là 21 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 11 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Cây em bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Em lên phôi số 12 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 61 ạ. Mình cổm đo vị trí là 30 ạ. Dạ sổ đế là 50 ạ. Dạ phôi số 12 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 13 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Mình cổm đo vị trí là 20 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 13 em xin giao lưu với giá là 170k ạ. Em lên phôi số 14 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 68 ạ. Mình cổm đo vị trí là 29 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 14 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 15 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 70 ạ. Mình cổm đo vị trí là 20 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 15 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 16 ạ. Đế nơm rất là quái ạ. Tổng chiều cao của phôi là 58 ạ. Mình cổm đo vị trí là 25 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 16 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 17 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 63 ạ. Mình cổm đo vị trí là 21 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Phôi số 17 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 18 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Mình cổm đo vị trí là 23 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 18 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 19 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 63 ạ. Mình cổm đo vị trí là 19 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 19 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 20 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 55 ạ. Mình cổm đo vị trí là 17 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ phôi số 20 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 21 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 72 ạ. Mình cổm đo vị trí là 20 ạ. Dạ sổ đế là 63 ạ. Dạ phôi số 21 em xin giao lưu với giá là 300k ạ.
hay một ghế rất là đẹp nha. Tiếp tục em lên phôi số 22 ạ. Đế đặc. Tổng chiều cao của phôi là 62 ạ. Vành cổ đâu vị trí này là 29 ạ. Và sổ đế là 46 ạ. Và phôi số 22 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 23 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 69 ạ. Vành cổ đó vị trí này là 22 ạ. Và sổ đế là 48 ạ. Và phôi số 23 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 24 ạ. Và tổng chiều cao của phôi là 70 ạ. Vành cổ đó vị trí này là 23 ạ. Và sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 24 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 25 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 84 ạ. Vành cổ đó vị trí này là 20 ạ. Và sổ đế là 59 ạ. Dạ phôi số 25 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 26 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Vành cổ đó vị trí này là 25 ạ. Và sổ đế là 52 ạ. Và phôi số 26 xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 27 ạ. Và tổng chiều cao của phôi là 72 ạ. Vành cổ đó vị trí như là 32 ạ. Và sổ đế là 46 ạ. Dạ phôi số 27 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 28 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 74 ạ. Vành cổ đó vị trí như là 18 ạ. Dạ sổ đế là 50 ạ. Dạ phôi số 28 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Em lên phôi số 29 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 64 ạ. Vành cổ đó vị trí như là 19 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 29 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 30 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 78 ạ. Vành cổ đó vị trí như là 27 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 30 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 31 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 67 ạ. Vành cổ đó vị trí này là 24 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 31 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 32 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Vành cổ đó vị trí như là 22 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 32 em xin giao lưu với giá là 250k ạ.
Em lên phòng số 33 ạ. Tổng chiều cao của phòng là 56 ạ. Mình cổ đó vị trí này là 26 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phòng số 33 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phòng số 34 ạ. Tổng chiều cao của phòng là 58 ạ. Quanh cổ đó ở vị trí nhỏ nhất này là 23 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ phôi số 34 xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 35 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 24 ạ. Dạ sổ đế là 54 ạ. Dạ phôi số 35 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Cây trong quá trình vận chuyển thì nó có vết trầy nhưng mà em đã xử lý keo rồi nha. Em lên phôi số 36 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 56 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 24 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 36 xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên phôi số 37 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 25 ạ. Dạ sổ đế là 35 ạ. Dạ phôi số 37 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên phôi số 38 ạ. Phôi mini một rễ quý anh chị. Dạ tổng chiều cao của phôi là 54 ạ. Phần cổ đó vị trí như là 15 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 38 em xin giao lưu với giá là 130k ạ. Em lên phôi số 39 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 69 ạ. Quanh cổm đó vị trí như là 25 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 39 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 40 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 75 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 32 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 40 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 41 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 84 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 31 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 41 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 42 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 76 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 22 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 42 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 43 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 76 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 22 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 43 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 44 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 72 ạ.
quanh cổ đó, vị trí nó là 18 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ pho số 44 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên pho số 45 ạ. Tổng chiều cao của pho là 82 ạ. Quanh cổ đó vị trí nó là 25 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ pho số 45 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên pho số 46 ạ. Tổng chiều cao của pho là 69 ạ. Quanh cổ đó vị trí nó là 16 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ pho số 46 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Tiếp tục em lên pho số 47 ạ. Tổng chiều cao của pho là 75 ạ. Quanh cổ đó vị trí nó là 27 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Dạ pho số 47 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên pho số 48 ạ. Tổng chiều cao của pho là 63 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 32 ạ. Dạ sổ đế là 45 ạ. Dạ pho số 48 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên pho số 49 ạ. Tổng chiều cao của pho là 65 ạ. Quanh cổ đó vị trí là 24 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ pho số 49 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Tiếp tục em lên pho số 50 ạ. Hôm nay em có tiến bộ nha. Từ tiểu học em qua cấp 2 luôn ạ. Em lên pho số 86. Tổng chiều cao của pho là 86 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 26 ạ. Sổ đế là 50 ạ. Dạ pho số 50 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Hôm nay 66 mã số của chú anh chị mình lựa chọn ha. Giá tổng rất chiều cao luôn. Em lên pho số 51 ạ. Tổng chiều cao của pho là 74 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 23 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ pho số 51 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên pho số 52 ạ. Tổng chiều cao của pho là 59 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 24 ạ. Dạ sổ đế là 52 ạ. Dạ pho số 52 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Tiếp tục em lên pho số 53 ạ. Tổng chiều cao của pho là 79 ạ. Quanh cổ đó vị trí nó là 19 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ pho số 53 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên pho số 54 ạ. Tổng chiều cao của pho là 79 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 22 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ pho số 54 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên pho số 55 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 62 ạ. Quanh cổ đó vị trí này là 25 ạ. Dạ sổ đế là 50 ạ. Dạ pho số 55 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên pho số 56 ạ.
Tổng chiều cao của pho là 73 ạ. Quanh cổ đó vị trí nó là 20 ạ. Dạ sổ đế là 50 ạ. Dạ pho số 56 xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên pho số 57 ạ. Tổng chiều cao của pho là 75 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 22 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ pho số 57 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên pho số 58 ạ. Tổng chiều cao của pho là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 17 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ pho số 58 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Em lên pho số 58 ạ. Ủa 59 ạ. Tổng chiều cao của pho là 69 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 21 ạ. Dạ sổ đế là 51 ạ. Dạ pho số 59 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên pho số 60 ạ. Tổng chiều cao của pho là 60 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 34 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ pho số 60 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Tiếp tục em lên pho số 61 ạ. Tổng chiều cao của pho là 66 ạ. Quanh cổ đo vị trí như là 25 ạ. Dạ sổ đế là 52 ạ. Dạ pho số 61 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên pho số 62 ạ. Tổng chiều cao của pho là 72 ạ. Quanh cổ đo vị trí như là 26 ạ. Dạ sổ đế là 48 ạ. Dạ pho số 62 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Tiếp tục em lên pho số 63 ạ. Tổng chiều cao của pho là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 24 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ pho số 63 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Tiếp tục em lên pho số 64 ạ. Pho một rễ ạ. Tổng chiều cao của pho là 70 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 15 ạ. Dạ sổ đế là 63 ạ. Dạ pho số 64 em xin giao lưu với giá là 150k ạ. Giống như con rồng quý cô anh chị. Em lên pho số 65 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 1m13 ạ. Quanh cổ đó vị trí như là 23 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ pho số 65 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Tiếp tục em lên pho số 66 ạ. Tổng chiều cao của pho là 1m18 ạ. Pho 1 cốt. Quanh cổ đó vị trí như là 28 ạ. Dạ sổ đế là 58 ạ. Dạ pho số 66 xin giao lưu với giá là 400k ạ. Dạ pho 66 cũng là pho cuối của lấy ngày hôm nay ạ. Nhà vườn em sẽ đăng clip mới vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần vào lúc 14 giờ. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi xin hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn Nguyễn Văn vào clip kế tiếp của tuần tới ha. Xin thành cảm ơn nha.